Bạn tôi có một căn hộ. Gần đây anh ấy đã sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, muốn bán nó. Nhưng vẫn chưa tìm được người mua. Tình cờ là tôi muốn thuê một căn nhà. Vì vậy tôi đã nhờ anh ấy cho tôi thuê nó một thời gian. Bạn tôi cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi chuyển đến, tôi đã hiểu tại sao bạn tôi lại nóng lòng muốn bán căn hộ đó. Có người hàng xóm cạnh nhà đó là một quý cô, gần 40 tuổi. Nhưng trông cô ấy giả lắm. Cô ấy thưởng thức khuya, bật radio và nghe suốt đêm. Và đó là một tiếng ồn rất lớn. Ồn nào đến mức tôi không thể ngủ được nhiều đêm. Có một lần tôi cuối cùng đã không thể làm được. Tôi chạy đến gõ cửa nhà cô ấy. Tôi muốn thương lượng với cô ấy. Người phụ nữ mở cửa. Tôi nhanh chóng nhìn vào trong phòng. Bên trong có nhiều phân chó. Các bức tường được sơn bằng những cây thánh giá có nhiều màu sắc khác nhau. Hãy nhìn những gì Chúa Giêsu, Thiên Thần chúc lành được viết ở khắp mọi nơi. Những lời như lời chúc phúc. Ngay cả cửa sổ cũng được sơn đen. Không có ánh sáng nào có thể lọt vào từ bên ngoài. Sàn nhà phủ đầy vết ố vàng ẩm ướt. Phân thú cưng có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng có rắn bò xung quanh. Người phụ nữ không nói gì sau khi mở cửa. Trước khi tôi kịp nói, cô đóng cửa lại với vẻ mặt bối rối. Sau đó cô ấy bật ra đi ô to hơn. Ngày hôm sau bạn gái tôi đến qua đêm. Tôi thức dậy vào giữa đêm. Tôi thấy một bóng người cạnh giường đang nhìn chúng tôi. Tôi tưởng mình đã nhầm, đã có ảo giác. Nhưng rồi cái bóng thực sự đã lên tiếng. Tôi có thể nhận ra đó là giọng nữ hàng xóm. Trên tay cô ấy còn cầm thứ gì nữa. Tôi cảm thấy sợ hãi. Làm sao cô ấy đột nhập được? Cô ấy đã theo dõi chúng tôi bao lâu rồi? Tôi không có thời gian để phản ứng. Cô ấy nói rằng tôi nên nhớ đóng cửa trước khi đi ngủ. Sau đó rời đi. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ. Mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Đó là người hàng xóm đang nói chuyện một mình ở tầng dưới. Cô ấy đang cầm một chiếc túi nhựa trên tay. Thực sự có một cái xác bên trong. Cơ thể chó con bốc mùi. Tôi vẫn ngửi thấy được mùi hôi khó chịu trong túi. Tôi sợ. Tôi e rằng cô ấy không phải là người mất trí. Thế là tôi chạy tới gõ cửa nhà hàng xóm khác. Tôi muốn hỏi anh ấy liệu anh ấy có biết không chuyện gì đang xảy ra với người phụ nữ đó vậy. Nhưng người đó cũng giống tôi, anh cũng có vẻ bối rối và sợ hãi, bởi vì người phụ nữ đó trong một đêm cũng đột nhập vào nhà anh ta. Lúc đó anh ấy và các con đang xem TV trước khi anh ấy đi ra ngoài muốn mua đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ. Anh ấy thấy người phụ nữ ngồi xổm sau ghế sofa cho anh ấy xem mũi khoan. Khi cô ấy xuất hiện bên giường tôi vào đêm hôm sau, cô ấy cũng đang cầm một chiếc máy khoan điện. Khoảng khắc đó, tôi biết sớm hay muộn điều gì đó sẽ xảy ra nếu tôi cứ tiếp tục như thế này. Thế nên tôi đã gọi cảnh sát. Trên thực tế, cảnh sát đã nhận được trình báo và khiếu nại. Họ nói người phụ nữ đó, cô ta là một người tâm thần phân liệt có xu hướng bạo lực và chưa dùng thuốc tốt để điều trị, nhưng có những giới hạn đối với những gì cảnh sát có thể làm, bởi vì người phụ nữ đó cho đến nay không gây hại đáng kể cho bất cứ ai. Sau đó, cảnh sát không thể vào nhà nếu không có sự đồng ý của chủ nhà. Điều duy nhất họ có thể làm, đó là lúc người phụ nữ đó đi ra ngoài, tận dụng cơ hội để bắt nhanh chóng. Vì vậy trong vài ngày tới, tôi đã chú ý đến chuyển động của người phụ nữ đó, muốn liên lạc với cảnh sát trong khi người phụ nữ ra ngoài, tiến hành bắt giữ. Cuối cùng vào lúc 2 giờ sáng hôm đó, tôi nghe thấy tiếng hàng xóm đi ra ngoài. Sau đó tôi thấy cô ấy xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Tôi liên lạc với cảnh sát ngay lập tức. Ngay sau đó cảnh sát đã bao vây cô, đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng tôi không bao giờ gặp lại nữ hàng xóm đó trên thế giới nữa. Tôi nghĩ từ bây giờ tôi sẽ có thể ngủ ngon, nhưng tôi không ngờ rằng tôi đã luôn mơ về đêm đó, cảnh người phụ nữ dùng khoan điện canh giữ đầu giường tôi.